Anh em có nghe thấy tiếng dế kêu nhiều không ạ? Đêm rồi anh em nghe sáo cho đỡ buồn nhá. Mọi người chia sẻ ủng hộ xưởng sáo Diều Can Hải Phòng. Cảm ơn rất nhiều anh em đang thả tim và bão like. Diều 3m, 300m dây và bộ sáo 9-90. Âm cưa nặng nhá. Chào mừng các bạn đến với chương trình truyền hình trực tiếp của Diều Sáo Sáo Diều Ca Hải Phòng. Hiện tại là 10 giờ đêm. Trên trời đang là bộ 9-100 trên diều 3m2. Gió đêm nay là rất đẹp. Vâng, gió quá mạnh, sáo đã bị tít. Vâng, lại mở mồm rồi. Vâng, máy bay đang bay qua. Rất thấp.